Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh mangthaibaby.com. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Học ngay 6 cách giúp trẻ sơ sinh tăng cân nhanh. Những tháng đầu sau sinh là thời kỳ đỉnh cao để bé phát triển về cân nặng, tuy nhiên không phải bé nào cũng tăng cân nhanh, thậm chí có nhiều khi bé chỉ tăng cân rất là chậm. Chuyện gì đã xảy ra, liệu có những cách nào giúp trẻ sơ sinh tăng cân một cách hiệu quả? Tốc độ tăng cân của trẻ sơ sinh phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố vì mỗi bé sẽ có những nhịp độ phát triển khác nhau. Trong tuần đầu sau khi sinh, bé có thể bị tụt cân sinh lý và mất khoảng 5-10% cân nặng ban đầu. Nhưng bước sang tuần thứ 2, trẻ sẽ tăng cân trở lại và bứt phá những mốc cân nặng một cách ấn tượng. Thông thường trong 3 tháng đầu đời, bé sẽ tăng khoảng từ 1-1,2kg trên 1 tháng. Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, tăng khoảng 600g. Càng về sau thì cân nặng của bé sẽ càng tăng chậm hơn vì mỗi tháng chỉ tăng khoảng 300-400g. Dấu hiệu trẻ sơ sinh không tăng cân hoặc tăng cân chậm sau 6 tháng đầu là điều bình thường ở hết các bé. Vì mẹ không cần quá lo lắng, có rất nhiều cách giúp trẻ sơ sinh tăng cân vừa dễ dàng vừa hiệu quả mà bất cứ mẹ nào cũng có thể áp dụng. Cách giúp trẻ sơ sinh tăng cân nhanh đều theo từng tháng. Dưới đây là một số các cách hiệu quả để giúp trẻ sơ sinh tăng cân. Thời gian ngủ của trẻ sơ sinh. Em bé ngay từ khi chào đời sẽ ngủ liên tục trong khoảng từ 16-18 tiếng mỗi ngày. Bé chỉ thức khi ăn và khi đi vệ sinh. Sở dĩ sự phát triển của trẻ sơ sinh trong những tháng đầu tiên diễn ra rất nhanh chóng cũng chính là nhờ giấc ngủ, hay nói cách khác là trẻ lớn lên khi ngủ. Nhiều mẹ thường có quan niệm cho trẻ sơ sinh ngủ ít vào ban ngày sẽ giúp trẻ ngủ ngon và sâu giấc vào ban đêm. Điều này hoàn toàn không đúng, vì khi thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc sẽ khiến trẻ cảm thấy khó chịu, quấy khóc, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sơ sinh. Khi lớn hơn, thời gian ngủ của bé cũng sẽ giảm đi, nhưng bạn cần đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc và đúng giờ, nhất là vào buổi tối, không để cho trẻ thức quá muộn. Vì khi ngủ muộn sẽ làm cho tuyến yên không tiết ra hormone tăng trưởng, làm bé chậm lớn và chậm tăng cân hơn. Thứ hai là cho con bú đúng cách. Nguồn thức ăn duy nhất để trẻ sơ sinh lớn lên đó chính là sữa mẹ hoặc là sữa công thức. Vì vậy mẹ cần cho bé bú đều đặn mỗi ngày, mỗi cữ bú cách nhau khoảng từ 2-3 giờ, kể cả vào ban đêm mẹ cũng nên đánh thức bé dậy để cho bú. Đối với những ai nuôi con bằng sữa mẹ cần biết cách cho con bú đúng cách để bé có thể nhận đầy đủ các chất dinh dưỡng. Dòng sữa mẹ chảy ra không giống nhau, sữa đầu có nhiều nước giúp bé đã khát, sữa cuối mới có nhiều chất béo. Muốn bé tăng cân thì bé phải bú được cả sữa đầu lẫn sữa cuối, vì vậy mẹ cần cố gắng duy trì thời gian bú cho trẻ. Đồng thời bú hết một bên bầu vú này rồi mới chuyển sang bầu vú bên kia, tránh tình trạng cho bé bú một chút đã đổi bên. Thứ ba là cho bé ăn dặm đúng cách. Khi đã được 6 tháng tuổi, mẹ nên cho bé tập ăn dặm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bé. Dù là áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật hay kiểu Pháp hay kiểu Việt, thì bắt đầu ăn dặm bạn có thể cho bé ăn các loại bột sữa hoặc có thể tự chế biến bằng bột ăn dặm theo các phương thực phẩm sau. Thứ nhất là khoai lang chứa đường và beta carotene giúp cho trẻ dễ tiêu hóa, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thứ hai, ngũ cốc dùng làm các loại bột ăn dặm hoặc nấu cháo rất giàu vitamin E, chất béo và protein. Thứ ba là khoai tây là thực phẩm tăng nguồn carbon hydrate, năng lượng giúp trẻ tăng cân nhanh. Khi đã cứng cáp hơn, mẹ hãy bổ sung thêm nguồn thực phẩm tươi sống như thịt, cá, trứng, rau, củ quả vào khẩu phần ăn của bé hàng ngày. Tiếp theo là khuyến khích con nên vận động. Mẹ đừng lo lắng khi bé yêu quá mê trườn, bò hay lúc lắc các mọi món đồ chơi trong tay. Vận động nhiều sẽ giúp cho bé cảm thấy mau đói và giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả. Mẹ có thể cùng con tập thể dục mỗi ngày để đạt đúng chỉ tiêu mẹ đẹp con khỏe.
Kế tiếp là massage game cho trẻ sơ sinh. Ngoài tác dụng làm cho trẻ sơ sinh thư giãn, đi sâu vào giấc ngủ ngon lành, việc massage game cho trẻ sơ sinh cũng được các nhà nghiên cứu khuyến khích vì tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Một khi bé không gặp vấn đề gì về tiêu hóa, con sẽ tăng cân lên nhanh một cách chóng mặt. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh chậm tăng cân. Ngoài những cách giúp trẻ tăng cân một cách thông thường, mẹ cũng nên cảnh giác trước một số các bệnh lý khiến cho bé chậm tăng cân. Một khi đã xác định được nguyên nhân khiến trẻ chậm lớn, sẽ biết cách để làm thế nào để trẻ sơ sinh tăng cân trở lại. Chẳng hạn nếu sức khỏe của bé không đủ tốt, mắc phải một số các bệnh lý nào đó mà ảnh hưởng đến sự phát triển, thì cần cho bé đi khám, điều trị. Và khi tình trạng của bé đã ổn định cùng với sự chăm sóc của mẹ sẽ bắt kịp được đà tăng trưởng một cách nhanh chóng. Trẻ sinh non chậm lên cân. Trường hợp bé sinh non thiếu tháng hoặc đủ tháng nhưng nhẹ cân dưới 2,5kg sẽ có tốc độ tăng cân chậm hơn rất nhiều so với những trẻ bình thường. Đồng thời những bé này vốn đã có sức khỏe yếu, dễ bị bệnh nên việc tăng cân sẽ gặp đôi chút khó khăn. Trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh. Dị tật bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch là một cản trở rất lớn đối với bé trong quá trình bú sữa, đặc biệt là bú sữa mẹ. Vì vậy trẻ sẽ không nhận đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo cho sự phát triển. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng một số các loại bình sữa được thiết kế dành riêng cho trẻ mắc phải những cái khiếm khuyết này. Tiếp theo là khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của trẻ. Nếu trẻ không thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ sữa mẹ hay sữa công thức, từ thức ăn dặm hàng ngày, thì khả năng bé chậm tăng cân là điều hiển nhiên. Trẻ sơ sinh tháng đầu tăng cân ít cũng là một dấu hiệu đáng lưu ý. Tiếp theo là bé bị rối loạn tiêu hóa. Trẻ sơ sinh thường gặp một số các bệnh liên quan đến vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, trào ngược dạ dày, không dung nạp được sữa, đặc biệt là celiac. Đây là bệnh tự miễn dịch của đường tiêu hóa khi quá nhạy cảm hoặc không hấp thụ gluten, một loại protein có trong ngũ cốc, lúa mì, yến mạch. Khi mắc bệnh này, trẻ sơ sinh sẽ kém phát triển, chậm hoặc không tăng cân lâu ngày, dẫn đến còi xương và chậm lớn. Bé ít bú sữa mẹ hoặc bé lười uống sữa bình. Một thử thách lớn khi nuôi con bằng sữa mẹ là làm thế nào để nhận biết được lượng sữa cho trẻ sơ sinh. Theo đó, có thể vì trẻ sơ sinh lười bú, bú ít hoặc cơ thể người mẹ gặp một số các vấn đề nào đó nên không sản xuất đủ sữa cho bé. Nếu tình trạng này kéo dài, cân nặng của bé sẽ đứng tại chỗ, sau đó sẽ giảm dần và cuối cùng trẻ sẽ dẫn đến bị suy dinh dưỡng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ. Nhẹ cân do mắc bệnh thường gặp ở trẻ. Chậm tăng cân ở trẻ sơ sinh còn có nguyên nhân về sức khỏe như bé bị bệnh tim, thiếu máu, rối loạn trao đổi chất, thiếu hụt hormone về tăng trưởng. Mẹ nên ăn gì để con tăng cân nhanh? Chế độ dinh dưỡng trong quá trình cho con bú là rất quan trọng. Mẹ nên ăn gì sẽ dễ dàng cho con hấp thụ chất dinh dưỡng? Thì dưới đây mangthaibaby.com sẽ gửi đến các bạn 10 các loại thực phẩm mẹ bầu nên ăn. Thứ nhất là sữa, thứ hai là chú chín, thứ ba là các loại đậu, thứ tư là gừng, thứ năm là thịt gà, thứ sáu là các loại hạt trái cây sấy khô, thứ bảy là quả bơ, chín là trứng luộc, thứ mười là trái đào tươi. Khi nào nên khám dinh dưỡng cho trẻ? Để đảm bảo đánh giá về vấn đề trẻ thiếu cân, còi xương thì thường sẽ dựa vào chỉ số chiều cao và cân nặng của trẻ. Nếu cân nặng của trẻ đứng chứng trong vòng vài tháng thì mẹ nghi ngờ con mình bị suy dinh dưỡng và cũng nên đưa con đi khám dinh dưỡng để yên tâm và cung phương pháp chăm sóc một cách tốt nhất. Vậy khám dinh dưỡng cho trẻ ở đâu thì tốt? Các mẹ nên đưa bé đến các cơ sở chuyên khoa có uy tín, các viện dinh dưỡng và các bệnh viện tốt tại địa phương. Tại đó thì những bác sĩ có những chuyên khoa hàng đầu về dinh dưỡng sẽ tư vấn và thăm khám, tạo điều kiện tốt nhất cho bé của bạn phát triển. Ví dụ như Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2. Những tháng đầu đời là thời điểm cho bé bứt phá về cân nặng và chiều cao. Biết cách giúp trẻ sơ sinh tăng cân hiệu quả, giúp cho hành trình làm mẹ của bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn hãy kéo xuống dưới video và nhấn vào nút đăng ký kênh ở ngay dưới video để ủng hộ kênh mangthaibaby.com ra thật nhiều video mới nhất gửi tặng quý vị. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa
những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video kế tiếp.